đây là món món thịt xào của nhà mình đây nè. Hôm nay mình ăn món thịt xào ha. Giờ mình bỏ vô trong cái dĩa. Rất là hấp dẫn. Xào thơm, xào chua mà thơm với lại cà đó. Cái này cái nước thơm với lại cái nước cà nó ra cái nước sốt luôn. Miếng ngò vô đó. Tiêu nữa. Rồi. Còn đây là món canh bí. Đó, hôm nay nhà mình ăn món canh bí ha. Này thịt ra ăn chung với lại với lại cái kia bằng cái này là cải thảo á mọi người. Đó. Rồi, mời mọi người nha. Xin chào mọi người. Xin chào cô chú, xin chào các bạn. Cuối tuần thì nhà mình sẽ có thời gian quay những bữa ăn gia đình thôi mọi người ha. Thì hồi nãy có giới thiệu rồi. Đây là cái món thịt xào chua ngõ mọi người. Đó. Canh ha, với lại thịt rang. Nhưng mà mình ăn cái món này mất. Đi Phú Quốc thôi. Đó. If you try cái món này mình ăn với lại ăn sống nè cái mời mọi người cùng ăn nha. Đó. Cái thịt rang này mình bỏ vô đó xong rồi cuộn lại. No. When you go to Japan, why don't buy? Why? When go after? Supermarket, buy. In supermarket, all Japanese, how I can understand what is it, the bottle? Can I say in Japan, you can many people can speak English? Это моя, это вся моя. Anh mắc là muốn ăn cái mấy cái loại sốt của Nhật có mà. Nhưng mà mình đâu có đâu. Kêu được đi Nhật không chịu mua, anh nói vô trong không siêu thị không biết loại sốt nào nó có nhiều chữ ngược Nhật không à. Nó không biết cái loại nào phải để mua. Mời mọi người nha, đó, nè ha. This is called a woman gift for my sauce, No, definitely is so fucked. Not for this. Compare. Okay, go ahead. Tomato sauce. Ngon cái thịt vừa ăn á. Mình cuộn với cái salad này ngon. Cái thảo Hàn Quốc ta muốn cà kim chi nè. Cách ăn này mày cuộn này cho con nè. Ăn không? Ăn không? Mày cuộn nhỏ thôi. Ты кушаешь мяско, Лукаш, ты балуйся, сядь нормально. И не делай так в лисьей палочке некрасиво. На тарелочку надо положить. На, яко. Хай ми то ле. Да, хай ми то ё. Не ё. Ăn giống người Hàn Quốc á. Người ta ăn tay cuộn là như vậy á. Thả miệng hết cỡ. Cắn thôi bỏ ra. Không muốn cải mình không sống được. Em nhà thỉnh thoảng hay ăn.
Нету. Нету, вдалека вижу так, флаг такой. Какой? Ну там. А там он сам. Очень вкусно. Но нужен какой-то соус. Мама, да? Нет, соус, вот соус. Все. Рассад, ну кома. Касатай. А зачем еще соус? Что-то на. Зачем мы кома? Зачем еще соус? Скажи. Больно. Xào thơm nước ngọt. Ăn thơm đi cắt ạ. Còn ừ. Mới bên đây còn. Cho lấy đủ ra. Mình muốn khô sốt cho con. Giống như là canh canh cà vậy đó. Ngon dạ. Можно налить, пожалуйста? Да. Смотри на чашку, а не на камеру. Чашка. Чао. А, cái món này mà có thêm mì tôm xào nữa ngon ha. Thôi, bỏ mì tôm. Đâu ạ? Thế nào có đóng cửa lại không? Đúng rồi. Dạ mẹ. Đóng cửa lại. Đóng cửa. Hả? Vô vô rồi. Vô rồi. Nghe ăn không? Ủa nói что? Это не по. Кушай. Она кушай. Она альба. Lâu lâu mình ăn mấy cái món đơn giản lắm, ngon. Cái muỗng xúc ăn nó còn thì ra nữa. No rồi hả? Lucas. Thế cái muỗng nó còn em. Đừng có dám.
Ngon một con đúng không? Có ăn ngon gì mà Lucas nó muốn ăn rồi. Đồ ngon thì mà nó chịu ăn. Many food delicious, but look at them, the guy, the girl. What should I look at? Red and blue. Mm-hmm. I'm not going to say anything. What's this? This is my second one. You can know why I'm not. It's a meal. Hmm? Meat is a meal. Yeah, meat. It's a meal. It's a meal. It's a meal. Ăn mấy cái rau này nó giúp mình làm chiếc thuyền cho con nha, làm chiếc thuyền nè, bỏ cơm nè, làm chiếc thuyền đi, chiếc thuyền thức ăn cho con ăn. Ăn đây, 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 đó kẹp tay lại đọc cả đó thuyền á mama giờ nghe cái hoa bên dưới gì anh pin vô thuyền thật ra mà anh pin vô ra từ dưới đủ bay về sài gòn là gigant quá chết chết dưới đủ cô là ít chút sao lắm ôi nhiều để cúc lại nhiều đen cúc còn sáng vào đi mom. Tam sẽ chú 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 chú. Mày kim chi mà con. Yes, yeah. And some kim chi cook. Soup. Egg be fried. Medicine. Kim chi. No, in Ukraine, this is a Chinese cabbage. Ah, Chinese cabbage? Mm. Chita está capusta. Bỏ cơm vô, bỏ thịt vô, ăn cải này ăn sống ngon rồi, nấu canh sườn nó cũng ngon á, ngon. You say no? That? No? Did you? À, thì lâu lâu lên chia sẻ cho mọi người xem cho vui vậy thôi. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi. Tạm biệt. Hẹn gặp lại video tiếp theo nha. Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại ngày mai. Hẹn gặp lại ngày mai.